Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 21. Chương 201. Sẽ rất nguy hiểm. Điều bất ngờ là con đường thông đến thị trấn vui vẻ đã bị san bằng. Thông thường, chỉ có những nơi thường xuyên giao lưu với thế giới bên ngoài mới có những con đường tương đối dễ đi. Tuy rằng nhiều xe và người tới lui sẽ gây áp lực nhất định lên mặt đường, nhưng thật ra thì những khu vực bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, qua nhiều năm sẽ không tránh được sự ăn mòn, mặt đường nứt nẻ, độn lên cao, ngược lại tạo thành những nơi rất khó đi qua. Mất hơn một ngày đi đường mà Lục Tân và Bích Hổ chỉ chạy được đến một nơi cách thị trấn vui vẻ 10 km. Nhìn bầu trời đêm khuya, lại đi một ngày đường, bọn họ không đi tiếp nữa mà tạm thời nghỉ ngơi giữ sức. Lục Tân thấy sau khi Bích Hổ ngồi xuống bên cạnh lửa trại thì bắt đầu không ngừng chuẩn bị. Gã còn chẳng có thời gian và tâm trạng đọc những quyển tạp chí mang theo mà lại luôn tay luôn chân kiểm tra súng ống và đạn gã cầm theo bên người, luôn tay tháo gỡ các loại linh kiện xuống. Sau đó lại nhanh chóng lắp ráp chúng lại, anh có thể nhận ra gã đang chịu áp lực rất lớn, vì thế cười nói. Anh đừng sợ, lúc đó tôi tự đi vào một mình là được, đi vào một mình. Bích Hổ sừng sốt, rồi nhìn thoáng về hướng thị trấn vui vẻ một cái. Lục Tân gật đầu, nói, đúng vậy, anh chỉ cần ở bên ngoài chờ tôi xong việc sẽ phát tín hiệu cho anh. Chuyện này, rõ ràng vẻ mặt của Bích Hổ thoáng do dự, nhưng một lát sau lại dần trở nên nghiêm túc hơn, cười nhạt trả lời anh, người anh em à, cậu cũng nhìn ra tôi đang sợ hãi túng quẫn sao. Nói thật tôi rất túng quẫn, mẹ kiếp trước khi năng lực xuất hiện, cậu có biết tôi chính là lưu manh cắc ké. Hơn nữa còn là cái kiểu ngày nào cũng ăn đấm. Đừng nhìn bây giờ tôi đẹp trai như vậy, phóng khoáng nhường ấy, thật ra đều là tôi giả vờ. Lục Tân gật đầu, nói, tôi đã nhìn ra. Bích Hổ ai oán liếc anh, rồi nói, cậu trả lời thẳng thắn như vậy đã làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Lục Tân nở nụ cười áy náy, nói, là do tôi không tốt, anh nói tiếp đi. Bích Hổ ho khan một tiếng, hắng giọng nói, nhưng có sao đâu, bây giờ tôi đã là người có năng lực. Cho nên lá gan cũng to lên chút, nếu đã phải làm nhiệm vụ, thì sao có thể không gánh vác trách nhiệm chứ? Cậu yên tâm, lần này tôi không quan tâm nơi đó có yêu ma quỷ quái gì, tôi đều phải cùng cậu xông vào trong đó một lần, dù sao tôi cũng mang theo không ít đạn đặc biệt, sợ cái gì chứ? Lục Tân nghe gã nói vậy, thật ra anh thấy hơi cảm động. Sau đó anh nhìn về phía Bích Hổ, nói, anh thật sự không sợ sao? Bích Hổ hơi sững người, sau một hồi im lặng gã nói, cậu lại làm ảnh hưởng cảm xúc của tôi rồi, xin lỗi. Lục Tân chỉ đành cười lắc đầu, nói, thật sự không cần, anh ở bên ngoài canh giữ là được, nếu ở bên trong gặp phải vấn đề gì, tôi sẽ bắn đạn gửi tín hiệu cho anh, còn về thị trấn này, anh không cần đi vào đâu, quá nguy hiểm. Ha ha, Bích Hổ nở nụ cười hào. Phóng, suốt đoạn đường này tôi đều nhắc nhở cậu sẽ rất nguy hiểm, nhưng chẳng phải tôi vẫn đến đó sao? Lục Tân chậm rãi lắc đầu, rồi quay đầu nhìn về phía tây nam. Nơi đó là vị trí thành Thanh Cảng. Dường như Lục Tân có thể nhìn trong thành phố vệ tinh hay ở thành Thanh Cảng, bên trong một khu chung cư cũ nát, cha đang ngồi uống rượu bên bàn. Ông rót từng ngụm rượu lão bạch cay xè vào miệng, không biết ông đã uống bao lâu, lúc này trông ông rất lặng lẽ. Lặng lẽ đến mức trước giờ chưa từng có. Nhưng loại lặng lẽ này lại tượng trưng cho sự tích góp một sức mạnh nào đó. Đôi mắt ông đỏ rực như máu, ngập tràn mong chờ. Mà anh đã đồng ý rồi, anh sẽ cho ông một cơ hội ra ngoài. Nguy hiểm trong ý tôi không phải là thị trấn vui vẻ. Sau đó anh lại nói với giọng chậm rãi, mà là chỉ bản thân tôi. Cái này, Bích Hổ sợ hãi đến mức lắp bắp, ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Đống lửa trại đang lặng lẽ cháy, thỉnh thoảng sẽ có một khúc gỗ bị lửa đốt sâu vào bên trong phát ra tiếng tí tách. Nếu thị trấn vui vẻ rất nguy hiểm, vậy có thể tôi cũng sẽ rất nguy hiểm. Lục Tân thấy vẻ mặt Bích Hổ hiện lên sự ngạc nhiên, thì mỉm cười giải thích với gã, mỗi người đều sẽ có một vài đặc điểm kỳ lạ mà. Thật ra tôi cũng có, tôi cũng từng thử tìm hiểu bản thân mình, nhưng sau đó lại phát hiện chuyện này rất khó khăn. Lúc nói những lời này, anh đã nhìn thoáng qua trong xe. Mẹ vẫn ngồi ở hàng ghế sau xe, em gái ngồi chồm hổm trên nắp xe, nhìn ánh trăng màu đỏ treo trên đầu,
Sau đó Lục Tân thở dài, nói, cho nên tôi cảm thấy, so với việc tôi làm rõ bản thân mình là thế nào, chẳng bằng cẩn thận suy nghĩ nên làm gì. Những người đó đã phạm luật ở thành Thanh Cảng, cho nên tôi cảm thấy phải bắt họ về. Có điều đây là suy nghĩ của tôi, không thể làm liên lụy đến anh. Nếu không anh thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ rất áy náy. Bích Hổ sừng sốt một chút, rồi miễn cưỡng cười nói, ha ha, nghe cậu nói kìa, nếu không phải vì muốn tôi giúp đỡ thì dẫn theo tôi làm gì? Lục Tân thản nhiên trả lời gã, lái xe đó. Đột nhiên Bích Hổ không biết nên nói gì cho phải. Vẻ mặt của gã dường như cũng trở nên hơi kỳ lạ, không biết là vì ngạc nhiên hay là vì cảm động. Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận, gã gật đầu, vậy tôi nghe theo cậu, có điều trước lúc cậu đi vào trong đó thì phải nghe theo tôi. Tôi không biết cậu có bí mật gì, nhưng chắc cũng không ngoài mấy nguồn ô nhiễm và các loại năng lực kia. Bây giờ cậu phải ăn thật no, uống thật đã, bổ sung đủ tinh thần. Sau khi đi vào tốt nhất đừng ăn, càng không được uống, nếu không phải vì thiết bị chúng ta mang theo không đủ, thậm chí tôi còn đề nghị cậu mặc thêm trang phục bảo hộ. Bởi vì cho dù cậu ăn gì, uống gì cũng rất có thể chúng đã bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tinh thần, cho nên sau khi cậu đi vào, nhất định phải cẩn thận mọi bề. Tốt nhất là bài tiết cũng nên giải quyết ở ngoài trước đi. Lục Tân nghe. Bích Hổ dặn dò, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng là anh cũng đã làm theo ý của Bích Hổ, ăn cho thật no, sau đó ngủ một giấc thật say. Ban đầu anh và Bích Hổ đã phân chia công việc, một người canh nửa đêm trước, một người canh nửa đêm sau. Nhưng vì để anh nghỉ ngơi thật tốt mà Bích Hổ đã gánh vác tất cả nhiệm vụ gác đêm. Hôm sau khi mặt trời lên vẫn có thể nhìn thấy Bích Hổ ngồi ở trên nắp xe chăm chỉ canh gác. Tuy trong tay gã vẫn luôn cầm quyển tạp chí nhưng thái độ canh gác vẫn rất nghiêm túc. Sau khi thức dậy thì sinh hoạt ngay tại chỗ, nấu một nồi thịt bò rồi chế gói gia vị mì gói vào. Hai người ăn no như bình thường, sau đó giải quyết ba cái vội xong mới dập lửa, thu dọn đồ đạc lên xe. Tôi đã chuẩn bị tốt những đồ vật cần đem theo, súng, đạn đặc biệt, huyết thanh giải độc cấp tính, đạn tín hiệu. Bích Hổ vừa lái xe vừa nói, đến lúc đó tôi sẽ canh giữ bên ngoài, nếu xảy ra chuyện, lập tức bắn đạn phát tín hiệu cho tôi. Sau khi Lục Tân đồng ý với gã thì kéo ba lô về phía mình, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Xe nhanh chóng chạy vào đến gần đường quốc lộ bị bỏ hoang, càng đi về phía trước thì con đường càng khó đi hơn. Nhưng bên cạnh quốc lộ lại có một con đường nhỏ, kéo dài vô tận, khúc khuỷu lắc léo dẫn về phương xa. Lúc này trời hơi âm u, tầm nhìn giảm xuống, phía xa xa là đồi núi trùng điệp, chỉ có thể nhìn thấy con đường nhỏ này vẫn luôn chạy sâu vào bên trong đám sương mù xám xịt, không biết điểm cuối. Được rồi, bây giờ tôi vào đó, anh ở ngoài nhớ phải cẩn thận một chút. Lục Tân đeo ba lô của mình xuống xe, sau khi dặn dò Bích Hổ xong thì men theo con đường nhỏ đi vào bên trong. Chao ôi, lá gan thật to. Bích Hổ thấy Lục Tân bước đi nhẹ nhàng cứ như đang đi dạo ở ngoại thành thì không khỏi cảm thán một tiếng. Trong lúc vô tình chớp mắt, đột nhiên gã kêu lên. Sau đó lấy tay xoa mắt theo bản năng, rồi lại tiếp tục nhìn về phía Lục Tân đã đi vào được gần 100 mét. Trong lúc mơ hồ, cũng không biết có phải gã bị hoa mắt hay không, mà gã nhìn thấy bên cạnh Lục Tân có hai cái bóng một cao một thấp đi theo. Không thể nào, Bích Hổ càng nghĩ thì càng thấy sợ. Sau đó theo phản xạ tự nhiên gã đã quay đầu nhìn về phía thùng xe trống không. Qua một hồi lâu, gã cẩn thận thốt ra một câu, bác trai, họ đều đi hết rồi, bác không đi theo họ sao? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 202, Người Dân Mỉm Cười 1. Con đường đi vào vùng cấm còn xa hơn một chút so với suy nghĩ của Lục Tân. Anh đeo túi vải thô mà mình thích nhất, tuy bề ngoài nó không đẹp mắt, nhưng nó vừa dày vừa chắc, dùng dao cũng không thể rạch nổi, bên trong là đồ ăn, súng, đạn, còn có nước uống, thuốc thang, và mấy món vũ khí dùng để khống chế đám người có năng lực, thậm chí còn có một ít tiền và một miếng vàng. Tất cả đều là đồ có khả năng cần dùng, hơn nữa vào lúc quan trọng còn có thể dùng túi đánh người luôn. Chẳng qua, khuyết điểm chính là hơi nặng. Anh đổi từ vai sang tay, rồi lại đổi từ tay trái sang tay phải,
cánh tay đã thấy hơi mỏi. Nhưng mà con đường nhỏ trước mặt vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối. Thời tiết âm u, tuy rằng đang giữa trưa nhưng bầu trời lại xám xịt và u ám. Anh quay người nhìn quanh thì phát hiện mình đang đứng ở một nơi hoang vắng. Cách đó không xa dường như có một ngôi làng nhỏ bị bỏ hoang. Ngôi làng bị bao phủ trong đám sương mù. Nơi đó có các loại dây leo chằng chịt và những cây cổ thụ xanh tươi tốt. Nhìn lướt qua thì cảm thấy những cái cây này có sức sống rất mạnh mẽ. Nó đã trực tiếp nuốt chừng cả ngôi làng nhỏ này, trông giống như một con quái thú màu xanh lục ngồi xổm ở trên đường chân trời. Có thể xác định con đường nhỏ dưới chân anh là con đường đi thông đến thị trấn Vui Vẻ. Trên con đường nhỏ này khá ít cỏ dại, còn có một dấu bánh xe đã nhạt tới mức gần như khó có thể phát hiện nổi. Cho dù là nhìn về trước hay nhìn ra sau thì đều không nhìn thấy một bóng người nào. Một điều khó hiểu là dường như trên mảnh đất hoang vắng nằm ven đường có rất nhiều ánh mắt đang nhìn lén anh. Nhưng khi Lục Tân đứng lại, liếc mắt nhìn sang những ánh mắt đó thì lại không thể cảm nhận được chúng nữa. Nơi này rất bất thường, Lục Tân nghĩ thầm trong lòng. Sau đó nhìn em gái đang ngồi trên vai của mình, em thấy có đúng không? Không phải. Em gái lắc qua lắc lại trên vai Lục Tân, miệng không ngừng nhai kẹo, em thích nơi này. Lúc này Lục Tân mới nhớ lại mắt thẩm mỹ của em gái không giống những người khác. Anh bất lực quay đầu muốn tìm kiếm bóng dáng của mẹ, nhưng rồi phát hiện bà đã không còn đi bên cạnh mình nữa. Khi nãy mới vừa vào bà còn đi theo anh, nhưng sau khi đi được một lúc thì người đã biến mất. Chắc là bởi vì bà mang giày cao gót, đi trên con đường nhỏ như vậy sẽ chân đau nhỉ. Có điều Lục Tân cũng đã quen, mẹ là người có thể khiến người khác an tâm. Cho dù bà không ở bên cạnh, nhưng vào những lúc quan trọng bà sẽ luôn xuất hiện giúp đỡ anh. Người có năng lực hệ con rối đã bị bắt, đối phương còn lại hai người có năng lực và bốn vệ sĩ được trang bị vũ trang. Có lẽ sẽ không dễ đối phó, hơn nữa bản thân thị trấn Vui Vẻ đã ẩn chứa nguy hiểm. Nói không chừng có khi sẽ gặp phải một ít phiền phức khác. Lục Tân không thích bầu không khí quá im lặng ở đây, vì thế luôn miệng nói chuyện. Cuộc trò chuyện của anh với em gái đã phá tan bầu không khí yên ắng đến kỳ lạ ở nơi này. Hơn nữa trước khi đến đây chúng ta đã đồng ý với cha, sẽ để ông ấy giúp đỡ. Cho nên, đến lúc đó có thể sẽ phải thả ông ấy ra. Em à, em có sợ ông ấy không? Đây là một hành động rất tự nhiên. Có điều rơi vào mắt mọi người quanh đó thì lại thành Lục Tân đang tự nói chuyện với bà vai của mình, lại còn dò hỏi ý kiến cái bà. Vai, em gái ngồi trên vai Lục Tân cúi đầu, trả lời anh, đương nhiên không sợ rồi, tại sao em lại phải sợ ông ấy chứ? Nói rồi cô vung vẩy nắm đấm nhỏ, nói, sau này em lớn lên, nhất định phải biến ông ấy thành đồ chơi, ngày nào cũng đánh ông ấy. Hả? Lục Tân thấy hơi kỳ lạ, không phải em luôn sợ ông ấy sao? Em gái không trả lời mà im lặng nhìn chằm chằm vào Lục Tân. Qua một lúc lâu, cô mới cười hì hì. Không phải em sợ ông ấy đâu. Không phải sợ ông ấy. Lục Tân cảm thấy hơi khó hiểu. Vậy em sợ ai? Thấy em gái không trả lời mình, anh ngẩng đầu nhìn lên, rồi phát hiện em gái đang ngồi lại ngay ngắn, sau đó chậm chậm vươn tay chỉ ra phía xa. Anh ơi, anh xem kìa. Lục Tân ngẩng đầu nhìn về phía trước theo hướng em gái chỉ tay. Sau đó anh có cảm giác đầu hơi nhói lên, giống như sợi dây bị cắt đứt, trong đầu văng vẳng tiếng người hò hét. Hình ảnh trong mắt giống như cái tivi cũ kỹ từ thời xưa, thỉnh thoảng sẽ chớp lóe đủ các hình bông tuyết và ảo ảnh. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh anh mới đứng vững được, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy phía xa có một cánh đồng rất lớn. Trên cánh đồng được phân chia thành từng thửa ruộng, đồng đều giống như một khối Rubik. Mà bên trong đồng ruộng được gieo trồng các loại hoa màu khác nhau, chúng phát triển vô cùng ngay hàng thẳng lối. Cánh đồng liếc mắt không thấy bờ, nhưng lại được chia ra từng thửa ruộng trông rõ ràng đến kỳ lạ. Từng cơn gió thổi qua, anh có thể ngửi được hương lúa thoang thoảng, trong đó còn kèm theo một mùi vị thơm ngọt khác thường. Tới rồi sao? Lục Tân nghĩ thầm trong lòng, rồi tiếp tục cất bước về phía trước. Không thể nghi ngờ gì. Nơi này chắc chắn có con người sinh sống. Cánh đồng lớn như vậy, ngoại trừ nông trường Thanh Cảng ra thì Lục Tân vẫn chưa nhìn thấy ở nơi nào khác. Hơn nữa, có thể gieo trồng ngay ngắn chỉnh tề như vậy chứng tỏ rằng có rất đông người sống ở đây. Anh xốc lại tinh thần, tiếp tục men theo con đường nhỏ đi về phía trước. Trong lúc không để ý, sắc trời đã tối sầm.
Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 203, Người Dân Mỉm Cười 2. Lục Tân ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy ánh trăng đỏ tươi đã từ từ nhô lên từ sau đỉnh núi. Anh nhớ lúc mình chia tay Bích Hổ vẫn còn là buổi sáng, nãy giờ chưa đi được bao lâu mà trời đã tối rồi. Chẳng lẽ mình đã đi được một ngày rồi? Lục Tân nghĩ trong đầu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Vì sao mình đã đi được một ngày mà lại chẳng hề cảm thấy đói khát? Lúc mới vừa vào sẽ có cảm giác đau đầu như say xe, nhưng triệu chứng rất nhẹ, cố chịu một lúc là đã hết. Rồi đi thêm 10 phút nữa là gặp được cánh đồng được chia đều tăm tắp, không biết dùng phân bón gì mà phát triển rất tốt. Buổi tối ở đây đến khá là nhanh, dường như ánh trăng cũng đẹp hơn ở những nơi khác một chút. Lục Tân đứng lại ven đường, rồi lấy cuốn sổ tay nhỏ của mình ra, cẩn thận ghi chép lại những gì mình đã quan sát được. Trụ sở chính đã nói lần thăm dò này cũng được coi như một nhiệm vụ, cho nên phải ghi chép thật cẩn thận. Có điều không biết tiền thù lao nhiều hay ít mà thôi. Lúc ấy Bích Hổ đã quên nói, Lục Tân cũng không tiện hỏi gã quá nhiều, nếu không sẽ làm người khác cảm thấy anh quá nôn nóng. Đi tiếp thêm 10 phút, Lục Tân nhìn thấy trên những thửa ruộng xung quanh không trồng hoa màu nữa, mà lại trồng một loại dược liệu nở hoa nhỏ màu hồng phấn, mùi hương kỳ lạ mà anh ngửi thấy lúc trước có lẽ là do loại dược liệu này tỏa ra. Cánh đồng gieo trồng dược liệu cũng được phân chia ngay hàng thẳng lối, từng thửa ruộng xếp xen kẽ nhau, tạo ra một cảm giác cưỡng ép thị giác không hề thoải mái chút nào. Sau khi đi đến ruộng trồng hoa, Lục Tân đã gặp được một người. Nhìn thoáng qua dáng người thì anh ta là một người đàn ông cường tráng, mặc một bộ đồ liền thân được may bằng vải thô màu xanh nhạt. Anh ta đang chăm chỉ vùi đầu nhổ cỏ ngoài ruộng. Nếu đứng nhìn từ xa thì cả người anh ta như bị vùi trong những bông hoa màu hồng phấn, cho đến khi lại gần mới phát hiện ra sự có mặt của anh ta. Qua bộ đồ mặc trên người, anh ta rất giống người dân thị trấn Vui Vẻ mà Lục Tân đã nhìn thấy trong hồ sơ lúc trước. Chào anh. Lục Tân dừng bước, chào hỏi với anh ta. Người đàn ông làm ngoài ruộng cũng dừng động tác, từ từ đứng dậy nhìn Lục Tân. Trên mặt anh ta là nụ cười mỉm hiền lành. Vì thế Lục Tân cũng nở nụ cười hiền lành đáp lại anh ta, hỏi, nơi này là thị trấn Vui Vẻ sao? Người đàn ông ngoài ruộng không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn Lục Tân. Lục Tân chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy anh ta trả lời. Tuy nụ cười trên mặt anh ta đã hơi cứng lại nhưng vẫn giữ nguyên trên mặt. Cảm ơn. Lục Tân nói cảm ơn với anh ta, rồi tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, anh đã nhìn thấy được điểm cuối của cánh đồng. Nó bị đám sương mù bao phủ tạo thành một bóng tối mờ ảo. Trong bóng tối có thể loáng thoáng nhìn thấy một vài vách tường màu trắng, có vẻ như cuối cùng đã đến được thị trấn. Trên đỉnh đầu, trăng máu cũng đã lên cao, ánh trăng màu đỏ nhạt chiếu rọi xuống ruộng hoa, tạo ra một cảnh đẹp đầy thần bí. Lục Tân đi về phía thị trấn, trên những cánh đồng xung quanh cũng dần xuất hiện nhiều người hơn. Trời đã về đêm, thế mà họ còn làm việc ngoài ruộng, hơn nữa còn rất yên lặng, không hề nghe được một câu chuyện trò nào. Bởi vì họ quá im lặng, cho nên phải đi đến gần mới có thể phát hiện ra họ. Sau đó, cho dù Lục Tân có chào hỏi họ hay không, thì họ đều đứng thẳng lưng, lặng lặng quay người mỉm cười nhìn Lục Tân. Nụ cười mỉm của họ như được đúc từ một khuôn, nếu nụ cười có thể đo đạc được, thì độ cong trên môi họ có lẽ đều giống hệt nhau. Lúc đi đến gần thị trấn, Lục Tân dừng lại. Anh quay đầu nhìn xung quanh, dưới cánh đồng có rất nhiều người đang nhìn anh. Họ im lặng đứng ngay, ngắn, giống như là bù nhìn. Đã muộn vậy rồi mà còn làm việc, đúng là một đám người cần cù. Lục Tân cũng âm thầm nhìn họ một lúc. Trước mặt anh chính là thị trấn, nhưng mà khi đến gần anh mới phát hiện dường như cả thị trấn đều không bật đèn. Tuy rằng biết đám người tần nhiên có thể đang lẩn trốn ở đây, nhưng trong tình huống này Lục Tân cũng không biết phải tìm họ ở đâu. Vì thế anh suy nghĩ một chút, rồi đi về phía một người đứng gần mình nhất. Đó là một cô gái đứng dưới ruộng im lặng nhìn Lục Tân, nhìn vẻ bề ngoài trông cô gái này khoảng cỡ 20 mấy tuổi. Ngũ quan của cô gái vốn rất đẹp, nhưng có lẽ vì phải làm công việc ngoài ruộng đồng quá lâu, dãi nắng dầm mưa cho nên làn da sần sùi, hai bên má đỏ ửng lên. Trên người cô gái cũng mặc bộ đồ liền thân màu xanh nhạt. Sau khi đi lại gần cô gái,
Lục Tân có thể ngửi thấy trên mùi hôi nồng nặc tỏa ra từ người cô gái. Có lẽ lúc cô gái này làm việc đã đổ không ít mồ hôi, hơn nữa đã lâu không tắm rửa. Lục Tân nhìn cô gái cũng nhìn anh. Trên mặt cô gái vẫn là nụ cười mỉm, hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Tôi muốn hỏi thăm cô về một người. Lục Tân nhìn cô gái, hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Trên mặt cô gái vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn anh, cả người không hề cử động, người đó cao cỡ này. Lục Tân lấy một tấm ảnh chụp ra, tấm ảnh này được chụp lúc Tần Nhiên đã chết, sắc mặt tái xanh, hơn nữa còn cứng đờ. Cô gái vẫn chỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, mà chẳng hề nhúc nhích. Được thôi. Lục Tân nhớ lại trước khi xuất phát, Bích Hổ đã từng nói với anh, khi giao tiếp với người ngoài hoang dã, cần chuẩn bị hai thứ. Một là vũ khí, hai là tiền. Vì thế anh lấy một tờ tiền 50 đồng đưa cho cô gái, có thể nói cho tôi biết chưa? Cô gái vẫn nở nụ cười đầy hạnh phúc nhìn anh, sau đó vươn tay nhận lấy tờ tiền. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 204, đã là một món đồ chơi một. Chỉ vậy mà tốn mất 50 đồng sao? Lục Tân thấy hơi đau lòng, anh cảm thấy cho vài đồng tiền xu là được rồi. Nhưng lần này ra ngoài, tất cả vật phẩm đều do sở cảnh vệ và bộ phận thông quan đặc biệt chuẩn bị, bao gồm cả đồng liên minh và vàng miếng cũng thế, cho nên tất cả đều có mệnh giá giống nhau, một sấp 50 đồng. Bây giờ dùng tiền để hỏi thăm tin tức, Lục Tân chỉ có thể lấy tờ có mệnh giá thấp nhất là 50 đồng ra. Dù sao anh không mang theo đồ hộp, mà nếu cho vàng miếng thì càng đau lòng hơn. Nhưng chỉ tốn 50 đồng đã nghe được tin tức thì vẫn rất đáng giá. Huống hồ anh vẫn có thể trả nổi. Bởi vậy Lục Tân để mặc cô gái nhận tiền, rồi im lặng chờ cô ta trả lời. Nhưng cô gái kia chỉ nhận tiền xong nắm chặt trong tay, sau đó cứ nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh. Không ngờ cô ta lại chẳng trả lời. Không muốn nói thì thôi. Lục Tân không muốn ép buộc một cô gái vừa chăm chỉ vừa lạc quan như vậy, vì thế lắc đầu định lấy lại tiền của mình. Nhưng khi anh vừa nắm góc tờ 50 đồng kia kéo ra ngoài, thì phát hiện nó lại cứng đến bất ngờ. Cô gái kia nắm chặt tờ 50 đồng không chịu buông tay. Nếu cô không trả lời, thì phải trả tiền lại cho tôi. Lục Tân nhìn cô gái nói lý lẽ với cô ta, rồi tiếp tục giật tờ 50 đồng lại. Nhưng cô gái kia vẫn nắm rất chặt, không hề có ý muốn buông tay. Lục Tân kiên trì muốn giành lại, cô gái thì lại khăng khăng nắm chặt. Lục Tân thấy hơi tức giận, nhưng không dám giật quá mạnh, sợ sẽ làm rách tờ tiền giấy. Có điều lúc này em gái cũng đã nhảy xuống giúp đỡ Lục Tân, cô giờ từng ngón tay của cô gái kia ra. Cuối cùng tờ tiền giấy 50 đồng hoàn chỉnh chỉ bị nhăn nheo một chút đã về lại tay Lục Tân. Trên mặt cô gái kia vẫn nở nụ cười hạnh phúc, có điều dường như nụ cười này đã trở nên khác thường. Nếu cô không chịu nói thì tự tôi đi tìm. Lục Tân cất tờ tiền vào túi, đeo ba lô lên đi chậm chậm vào thị trấn. Khi anh vừa đi vào thị trấn, những người làm ngoài ruộng, bao gồm cả cô gái kia vẫn lặng lặng đứng đó quan sát anh. Quy mô của thị trấn rất lớn, ít nhất có thể ở được mấy chục ngàn người. Trong thị trấn không có đèn đường, ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể dựa theo ánh trăng máu trên bầu trời để quan sát xung quanh. Phong cách kiến trúc của thị trấn này có hơi kỳ lạ, phòng ốc được xây dựng rất ngăn nắp, nằm san sát nhau. Mỗi một căn nhà có hình dáng một cái hộp nhỏ vuông vức, có một cánh cửa ra vào, hai cái cửa sổ. Mới nhìn lướt qua thì nó mang hơi hướng những căn nhà trong truyện cổ tích, nhưng lại đơn giản hơn những căn nhà trong truyện cổ tích nhiều. Những căn nhà như vậy xếp thành từng hàng liền nhau, kéo dài tít tắp. Khi dùng tay chạm lên sẽ phát hiện những căn nhà này được quét vôi, tường vẫn còn hơi ẩm ướt, không biết có phải vì mới quét vôi lên hay không. Phía sau lưng thị trấn là một ngọn núi thấp, có thể loáng thoáng nhìn thấy trên đỉnh núi có vài căn biệt thự ẩn mình trong bóng tối. Cũng không biết có phải những căn biệt thự này được xây dựng từ trước khi biến cố ập đến hay không, nhưng phần lớn chúng đã bị đủ loại cây xanh trên núi che phủ. Nhìn từ xa sẽ khiến người xem có một cảm giác cũ kỹ đổ nát. Tất cả những căn nhà ở thị trấn đều được xây dựng dưới chân núi, không thể xác định được có phải nó được xây vòng quanh dưới chân ngọn núi này hay không.
Lục Tân nhìn một lúc rồi rời mắt đi nơi khác theo bản năng. Những thứ đều tăm tắp chỉnh tề thế này vốn sẽ tạo cho người nhìn cảm giác thoải mái. Nhưng nếu nhìn quá lâu, sự đều đặn và chật chội của chúng khiến người xem dần nảy sinh cảm giác áp lực. Cả thị trấn này không có một tiếng động nào. Lục Tân từ từ đánh giá những căn nhà này, sau đó bước chậm chậm đến một căn nhà gần đó. Anh muốn đi vào trong một căn nhà để xem bên trong có cái gì. Nếu nhìn qua cửa sổ sẽ thấy bên trong tối đen như mực, chỉ có thể loáng thoáng cảm thấy bên trong được bài trí rất đơn giản. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Tân muốn đẩy một cánh cửa bước vào xem thử. Chỉ là vào một giây trước khi anh chạm vào nắm tay cửa, anh đã kịp rụt bàn tay về. Trong lòng anh đột nhiên nảy sinh ra một dự cảm kỳ lạ. Nếu như anh mở cánh cửa này ra, bước vào, rất có thể sẽ lập tức gặp phải một vài chuyện không hay. Nhưng không đi vào xem thử thì làm sao tìm được người anh muốn tìm đây? Có phải đám người Tần Nhiên đang ở trong một căn nhà nào đó trong vô số căn nhà này không? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 205, đã là một món đồ chơi hay. Ạch, vào lúc Lục Tân đang cẩn thận suy nghĩ, thì sau lưng vang lên tiếng động rất nhỏ. Trong bầu không khí yên lặng, tiếng động này có vẻ rõ ràng đến lạ thường. Lục Tân quay người lại thì phát hiện là mẹ đứng dưới ánh trăng máu. Trên môi mẹ vẫn nở nụ cười, còn bàn tay đang nhét cái kéo vào trong túi sách. Vừa nãy suýt thì người con đã dính phải thứ dơ bẩn. Mẹ cười giải thích một câu, sau đó nhìn kiến trúc xung quanh, cười nói, thị trấn này không tệ, nhà được xây rất đẹp. Ruộng hoa cũng trồng rất đều, quan trọng là yên tĩnh. So với trấn Hắc Thủy hỗn loạn kia thì nơi này quả thực giống như là thiên đường vậy. Lục Tân gật đầu, nói, đúng vậy, con người cũng rất tốt. Ai cũng thân thiện. Đúng vậy, đặc biệt thân thiện. Mẹ nhìn ra phía sau lưng Lục Tân, đồng ý với anh. Lục Tân vừa quay đầu lại đã thấy trên bức tường của những căn nhà nằm cách đó không xa có vài bóng đen, còn có tiếng động sột soạt. Dường như có một hàng bóng đen đang di chuyển ở đó. Chờ khi đôi mắt thích ứng với bóng tối, anh mới phát hiện là đám người kia, họ có nam có nữ, còn trốn trong bóng tối. Cứ mãi nhìn chằm chằm về phía anh. Hơn nữa trong tay đám người này đều cầm vũ khí, có rất nhiều cuốc, xẻng, còn có cả chày cán bột, dao phay, tất cả họ đều núp trong bóng tối, nơi ánh trăng không thể chiếu rọi đến, đôi mắt họ hơi phát sáng. Sao đột nhiên lại vậy? Lục Tân thấy kinh ngạc, nhìn thoáng qua mẹ, vừa rồi bọn họ còn rất khách sáo. Không liên quan đến mẹ nha. Mẹ quay đầu, không nhìn những người đó, mà cũng không nhìn Lục Tân. Nếu như mẹ đã phủ nhận, điều này chứng tỏ sự thay đổi này có liên quan đến bà. Lục Tân suy nghĩ một hồi, vừa rồi anh khi nghe thấy tiếng kéo cắt vật gì đó, rồi quay đầu lại đã nhìn thấy mẹ. Mẹ nói suýt nữa anh đã dính phải thứ dơ bẩn. Nói như vậy, vừa rồi suýt nữa đã có thứ gì đó dính lên người anh, cho nên mới bị mẹ cắt đứt. Còn những người này là vì thứ kia bị cắt đứt, cho nên mới nổi lên ý thù địch với anh. Nhìn bộ dạng của họ thì có vẻ họ sẽ không lập tức xông lên ngay đâu. Lục Tân không phải người hay chủ động gây sự, tuy anh cảm nhận được những người dân này không quá thân thiện, nhưng nếu họ không lập tức xông lên thì anh cũng không quan tâm đến họ. Sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ, anh nói, với chúng ta mà nói, tìm được Tần Nhiên mới là quan trọng. Anh vẫn nhớ rõ mục đích mình đến đây chính là để tìm Tần Nhiên. Mặc kệ nơi này thế nào thì cũng không liên quan gì đến anh. Họ không đụng vào anh thì anh sẽ không làm phiền cuộc sống hạnh phúc của họ. Vậy con tính tìm thế nào? Mẹ mỉm cười, dưới ánh trăng máu cong như lưỡi liềm, trông bà có vẻ hơi thần bí. Bây giờ con vẫn chưa có manh mối. Lục Tân quay đầu nhìn thoáng qua những căn nhà san sát nhau trong thị trấn, nhíu mày nói tiếp, nếu Tần Nhiên thật sự đến đây. Vậy chắc chắn anh ta đang trốn ở trong một căn nhà nào đó, có điều nhà ở đây đều giống nhau. Cũng không nhìn thấy rõ bên trong, mà người nơi này lại chẳng nói lời nào. Có cho họ tiền họ cũng không chịu nói. Nếu vậy, chỉ có thể tìm từng căn nhà một. Nói xong, anh lại im lặng. Vừa nãy khi anh có ý định mở cửa một căn nhà ra, thì trực giác cảm nhận được sự nguy hiểm. Mà quan trọng là nơi này nhiều phòng như vậy, tìm từng căn một, vậy tìm đến khi nào mới hết?
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Tân, mẹ cũng mỉm cười. Vừa rồi mẹ đã đến sớm hơn cả hai con. Trong lúc hai anh em con đang giật tiền trong tay cô gái kia thì mẹ đã đi vào thị trấn. Vừa rồi hình như không phải tất cả căn phòng đều tối thui. Không phải bọn con giành tiền của người ta, mà là đòi tiền của con lại. Mặt Lục Tân hơi đỏ lên, giải thích một câu, sau đó mới nghĩ đến lời mẹ nói, có phòng sáng đèn. Tất cả các phòng trong thị trấn này đều không bật đèn. Có phải điều này chứng minh người dân trong thị trấn này đều có thói quen sống trong bóng tối? Mà Tần Nhiên là người từ ngoài vào, cho nên rất có thể căn phòng họ ở sẽ có thiết bị chiếu sáng. Căn phòng nào? Lục Tân cảm thấy đúng 89 phần 10, vội vàng hỏi. Mẹ cũng không thấy rõ, mẹ chỉ lo thưởng thức những bông hoa xinh đẹp kia. Mẹ khẽ nhíu mày, dường như đang tự hỏi bản thân, vươn một ngón tay ra, có lẽ là ở chỗ kia. Lục Tân nhìn theo hướng bà chỉ, thì thấy nơi đó là một góc nằm ở hướng đông nam của thị trấn. Nó nằm ở vị trí tương đối khuất của thị trấn. Đi qua đó xem thử. Lục Tân nới lỏng ba lô đeo trên vai, quay người đi về phía mấy căn phòng kia. Ở sau lưng anh càng lúc càng có nhiều bóng đen tụ tập lại. Trong tay họ cầm đủ các loại vũ khí đi sát theo sau anh. Lục Tân cảm thấy kỳ lạ, liếc mắt nhìn em gái một cái. Lần này gặp phải nhiều người không có thiện chí như vậy, thế mà em gái lại không quấy phá đòi chơi đồ chơi. Dường như em gái đoán được suy nghĩ của Lục Tân, cô bĩu môi nói với giọng không hề quan tâm, họ vốn đã là đồ chơi. Đồ chơi đã từng bị người khác chơi rồi, em không cần. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 206, tìm anh. Đã lâu. Lục Tân với mẹ và em gái đi dọc theo con đường xi măng nhỏ được xây rất đẹp trong thị trấn. Họ đi qua những căn nhà được xây dựng san sát nhau, đi vào trong góc thị trấn mà mẹ đã chỉ. Phía sau lưng họ càng lúc càng có nhiều người đi theo, số lượng người càng lúc càng tăng dần lên, tất cả chỉ im lặng đi theo sau anh. Mỗi khi Lục Tân xoay người, những người đó sẽ đứng lại ngay, trong bóng đêm, ánh mắt của họ nhìn anh hơi tỏa sáng. Trong căn nhà nhỏ sát đường cũng phát ra một vài tiếng động lộc cộc. Bên trong cửa sổ màu đen, có thể cảm nhận được có rất nhiều mắt đang cảnh giác nhìn theo họ suốt cả đoạn đường. Thỉnh thoảng em gái sẽ quay người nhắm vào một cánh cửa sổ màu đen rồi hung hăng mắng vài câu, nhưng nhìn mẹ lại chẳng có vấn đề gì. Bà vẫn bước về phía trước một cách từ tốn. Bà có vẻ rất hưởng thụ đãi ngộ được nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm thế này. Điều này khiến cho bà có cảm giác như mình đang sải bước trên sàn chữ T. Tuy rằng dường như tất cả người dân sống ở thị trấn này chỉ nhìn chằm chằm Lục Tân. May là anh có mẹ và em gái đi cùng. Lục Tân không khỏi nghĩ thầm trong lòng. Nếu như chỉ có một mình anh bước vào thị trấn yên ắng quái lạ như này, anh sẽ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Giống như đối diện với một đám người không bình thường, anh lại trở thành bất thường. Nhưng có người nhà đi cùng, cảm giác đã không còn giống nhau. Dưới những ánh nhìn chăm chú, họ bình tĩnh đi thẳng đến góc thị trấn. Mẹ nhớ mang máng vừa nãy ở đây có ánh đèn, có điều sau khi Lục Tân vào thị trấn thì đèn đã tắt ngay. Nhìn thoáng qua thì phòng ở đây không khác những nơi khác lắm, cũng yên ắng và u ám. Đây là một dãy nhà được xây dựng liền nhau. So với những căn nhà được xây san sát nhau thì có lẽ mấy dãy nhà này được xây sát ở gần biên giới nên trông hơi đặc biệt. Mẹ cũng chỉ nhớ mang máng là ở đây, còn cụ thể là căn nhà nào thì thật sự không nhớ rõ. Giọng nói của mẹ hơi chút tự trách, đồng thời bà lấy cây kéo trong túi xách ra, nhẹ nhàng cắt một cái phía sau lưng Lục Tân. Rắc, tiếng kéo vang lên lanh lảnh. Lục Tân cảm thấy có lẽ mẹ lại cắt cái gì đó nữa rồi, nhưng bây giờ quan sát bằng ánh trăng, anh thật sự không thấy rõ lắm. Anh tin mẹ làm gì cũng có lý riêng của bà, vì thế Lục Tân không quan tâm đến những chuyện này. Anh cẩn thận đánh giá mấy căn nhà này, ngẫm nghĩ có khi nào Tần Nhiên đang trốn ở một trong những căn phòng này không. Một lát sau, anh dùng mũi ngửi ngửi, rồi nói, hai người có ngửi được mùi gì không? Mẹ và em gái đều dùng ánh mắt tò mò nhìn anh. Lục Tân nói, là mùi thịt. Lúc nói ra đáp án này, anh cũng nhớ đến lần đầu tiên anh gặp Tần Nhiên ở thành phố Vệ Tinh 2, khi đó anh ta đang ăn màn thầu và sủi cảo. Còn có một món rau muối,
Anh ta ăn rất tàn tiện và cực kỳ tham lam, cứ như ăn bao nhiêu cũng không biết no vậy. Thị trấn này không có mùi hương nào lạ, chỉ có hương hoa ngoài ruộng theo gió thổi đến. Chỉ khi đến gần dãy nhà này, Lục Tân mới ngửi thấy được hương thơm của thịt vô cùng rõ ràng. Cho nên trong lòng anh đã đoán ra được nguyên do. Vậy bây giờ nên làm gì? Mẹ mỉm cười nhìn Lục Tân, không biết đang khảo nghiệm anh hay nổi tính trêu đùa muốn nhìn dáng vẻ sầu lo của anh. Để biết họ có ở trong mấy căn phòng này hay không thì cứ mở cửa ra xem là được. Lục Tân nhìn thoáng qua mấy căn phòng này, so với việc mở cửa tất cả căn nhà trong thị trấn, thì chỉ mở mấy căn này nó đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Nụ cười trên mặt mẹ càng trở nên sâu hơn. Lục Tân lại nói, nhưng con có cảm giác nếu mở cửa ra mà có thể bắt được bọn họ ngay thì tốt. Nhưng nếu không tìm được sẽ lập tức xảy ra những chuyện không hay. Nếu như vậy, người trốn ở trong phòng có thể nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn mất. Mẹ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về một phía cách đó không xa, nói, không chỉ riêng vậy đâu. Lục Tân nhìn lại, đã phát hiện những người dân thị trấn đi theo mình lúc nãy bây giờ đã tăng lên rất đông. Họ tụ tập thành một đám đông nghìn nghịt, trong tay cầm đủ các dụng cụ tụ tập trong bóng đêm. Ánh mắt họ nhìn anh có hơi nôn nóng, cũng có chút nóng này. Tuy rằng bây giờ họ còn chưa xông tới chỗ anh, nhưng không ai biết trước được họ sẽ kìm nén được bao lâu. Anh, em phát hiện một bí mật. Giọng nói pha chút bí hiểm của em gái vang lên bên tai Lục Tân. Lục Tân hơi ngẩng đầu quay sang nhìn cô. Chỉ thấy ánh mắt em gái vừa hưng phấn vừa thần bí, đôi mắt hơi tỏa sáng. Ở đây có đồ chơi rất vui. Cô khoa tay múa chân, lúc nói đến chữ rất thì nhấn mạnh, trời rất vui. Lục Tân và mẹ nghe cô nói vậy thì dùng ánh mắt như nhìn một con ngốc nhìn em gái. Mọi người đã phát hiện từ sớm rồi, em biết không? Nếu mở cửa phòng ra sẽ không ổn, nhưng cứ chờ đợi hình như cũng không được. Lục Tân chìm vào dòng suy nghĩ. Chú ơi! Vào lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Tân. Chỉ thấy đột nhiên trong đám người đang tụ tập cách anh không xa có một đứa bé trai cỡ 8-9 tuổi chui ra. Cậu bé loạng choạng chạy đến trước mặt Lục Tân, cố sức giơ bàn tay nhỏ của mình lên, chú ăn quả táo. Lục Tân nhìn thấy trong tay cậu bé có mấy quả táo chua màu đỏ. Vẻ ngoài của cậu bé trông rất đáng yêu, nhưng có lẽ vì không rửa mặt nên khuôn mặt nhỏ đen xì. Trên mặt cậu bé cũng nở nụ cười cứng nhắc, chỉ là trông linh hoạt hơn những người khác một chút mà thôi. Lục Tân nhìn cậu bé tốt bụng này, từ từ nở nụ cười. Sau đó anh ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát cậu bé, hạ giọng xuống, nói, em đúng là không lễ phép, gọi ai là chú vậy chứ? Nét mặt của cậu bé trai dần trở nên cứng đờ. Không chỉ có Lục Tân ngồi xổm trước mặt cậu bé cười, mà mẹ và em gái phía sau anh cũng nhìn cậu bé rồi cười. Sau đó giọng nói của cậu bé đã trở nên sợ hãi, anh, nụ cười trên mặt Lục Tân trở nên chân thành hơn. Nhận lấy quả táo chua trong tay cậu bé, sau đó xoa đầu cậu bé, ngoan lắm. Cả người cậu bé hơi run lên, quay người chạy trốn vào trong đám đông, biến mất không còn tung tích. Đúng là họ đang ở đây, có điều con vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì lúc này. Lục Tân đứng dậy, mỉm cười nhìn mẹ và em gái. Nói rồi, anh đi dạo một vòng quanh mấy căn nhà này, quan sát khu vực phía sau lưng căn nhà. Phía đó là chân núi, nói đó có trồng những hàng cây tùng, cây bách, Lục Tân nói. Gỗ tùng bách rất dễ cháy, cho nên bây giờ chặt chúng rồi xếp cạnh dãy nhà này, đốt lửa. Làm vậy thì chúng ta không cần mở cửa phòng ra mà người bên trong cũng sẽ tự bước ra. Em gái nghe anh nói xong, hai mắt lập tức tỏa sáng, vỗ bàn tay nhỏ. Anh thật là giỏi. Mẹ cũng mỉm cười dịu dàng. Lục Tân đưa táo chua cho em gái, sau đó quyết định lên sườn núi nhặt một ít cành tùng cành bách khô. Anh tính làm vậy thật sao? Lúc này, đột nhiên có một giọng nói pha chút bất lực vang lên. Sau đó, cánh cửa của một căn nhà sát bên cạnh bọn họ mở ra, một người đàn ông mặc trang phục ngụy trang bước ra ngoài. Mới nhìn, người đàn ông này khoảng cỡ 30 tuổi, bên hông đeo một bao đựng súng, trên đầu đội mũ beret màu đỏ, làn da khô ráp đen đúa. Đây là màu da đặc trưng của những người đã bôn ba quá lâu ngoài hoang dã. Sát mắt trái anh ta có một vết sẹo, dáng người trông rất cường tráng. Tay phải buông thõng xuống, còn tay trái đang cầm trái bắp nướng vừa mới ăn dở một nửa, đứng dựa lên khung cửa mỉm cười nhìn Lục Tân. Là Tần Nhiên.
Lục Tân cẩn thận nhìn kỹ người trước mặt mình, đúng là Tần Nhiên. Anh ta giống hệt như Tần Nhiên mà anh đã gặp ở công ty vận chuyển Bốn Phương lúc trước, đến biểu cảm cũng giống hệt. Hơn nữa anh cũng xác định được tên Tần Nhiên này chính là người đã mai phục anh và Trần Tinh lần trước, sau đó lấy trộm bức tranh đi. Tìm được rồi. Lục Tân từ từ đặt túi trong tay xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Anh quay lại nhìn mẹ, đã thấy bà mỉm cười, dường như bóng dáng của bà trở nên hơi mơ hồ, giống như là vô số ảo ảnh chồng lên nhau. Sau đó lan ra khắp xung quanh, mỗi một góc đường, mỗi một góc chết, nơi nào cũng đều xuất hiện bóng dáng yêu nhã của bà. Anh nhìn về phía em gái đang hưng phấn chạy tới, cô vươn bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh. Trong miệng cô còn đang ăn táo chua, nhai vang lên tiếng rôm rốp. Cơ thể nhỏ bé của cô hơi cong lên, đôi mắt bị mái tóc dài đen nhánh rũ trước mặt che phủ đã hưng phấn đến sáng rỡ. Lúc này Lục Tân mới yên lòng, quay sang nhìn Tần Nhiên, trên mặt anh đang nở nụ cười mỉm, tôi đã tìm anh mất vài ngày. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 207, cùng lắm chỉ là một kẻ điên mà thôi. Tôi đoán được Thanh Cản sẽ có hành động, nhưng tôi không ngờ hành động lại lớn như vậy. Dường như Tần Nhiên không biết Lục Tân đang ngẩn người, anh. Ta đảo mắt nhìn xung quanh để xem quanh đây đã xuất hiện thay đổi nào. Nét mặt của anh ta vẫn rất bình tĩnh, cho dù biết rõ người trước mặt mình chính là một người có năng lực đến từ Thanh Cảng. Hơn nữa người này lại còn tìm ra thị trấn, tìm được anh ta, điều này có ý nghĩa thế nào? Vậy mà lúc này trông anh ta vẫn rất thong dong. Anh ta gặm một miếng bắp, nhìn Lục Tân cười nói, anh có thể tìm được nơi này chứng tỏ rằng Trần Trọng đã rơi vào trong tay anh rồi. Một lúc sau Lục Tân mới phản ứng lại, ánh mắt anh nhìn lên trên người Tần Nhiên. Tần Nhiên nhìn Lục Tân, cười giải thích, Trần Trọng là một người không tệ, lại không biết đau là gì. Cho nên người bình thường rất khó bắt anh ta mở miệng. Hơn nữa trước kia chúng tôi đã từng có giao ước, nếu anh ta rơi vào trong tay kẻ thù, chỉ cần kéo dài 3 ngày sau đó sẽ có thể khai ra mọi thứ, nhưng anh lại có thể tìm được đến đây nhanh như vậy. Anh ta dừng lại một chút, rồi cười nói, tôi rất tò mò, không biết anh đã làm gì anh ta. Nói đúng ra thì bản thân tôi không làm gì anh ta cả, là anh ta chủ động khai ra. Lục Tân trả lời một cách thành thật, hơn nữa anh đừng cảm thấy ngạc nhiên. Anh đã phạm tội quá lớn ở Thanh Cảng, anh giết nhiều người như vậy chắc chắn đã suy tính đến việc sẽ bị chúng tôi truy lùng. Tần Nhiên nghe Lục Tân nói xong, có vẻ như hơi ngạc nhiên, anh tìm đến đây vì đám người thành Thanh Cảng đó sao? Lục Tân cảm thấy hơi kỳ lạ, có nhiều người chết như vậy. Tôi đến đây tìm anh không phải rất bình thường sao? Tần Nhiên ngẩn người một lúc rồi mới lắc đầu. Vẻ mặt của anh ta có vẻ rất kỳ lạ, giống như cảm thấy hơi buồn cười, rồi pha thêm chút vớ vẩn. Qua một lúc lâu anh ta mới cười nói, tôi còn tưởng rằng vì mấy người đã phát hiện ra giá trị bức tranh kia, cho nên mới truy lùng tôi gắt gao như vậy. Bức tranh kia, nếu không phải Tần Nhiên chủ động nhắc tới thì Lục Tân cũng sắp quên mất chuyện bức tranh. Anh ngẩn người một lúc rồi mới giải thích. Nếu bức tranh kia còn ở trong tay anh, vậy một lát nữa tôi sẽ mang về để báo cáo kết quả công tác. Nhưng nếu không còn thì cũng không quan trọng. Quan trọng là anh. Nói rồi, anh đảo mắt nhìn vào căn nhà phía sau Tần Nhiên, tiếp tục nói, có điều tôi nhớ rõ các anh có tổng cộng 7 người. Ngoại trừ anh và Trần Trọng ra thì còn 5 người nữa, một người cũng không được thiếu. Tần Nhiên nhìn chăm chăm vào Lục Tân, dường như muốn thử tìm vẻ bỡn cợt hoặc là biểu cảm khác trên mặt anh. Nhưng kết quả lại chẳng có gì, anh không chỉ nghiêm túc mà còn có một vẻ thành khẩn khác thường. Điều này chứng tỏ lời của Lục Tân là sự thật. Cũng vì điều này mà nét mặt anh ta dần trở nên mất tự nhiên. Người anh em à, không đến mức đó chứ. Anh đuổi theo tôi hơn 1000 dặm, còn đuổi theo vào tận trong này, mục đích chỉ là vì vài mạng người kia sao? Giọng điệu của anh ta tràn đầy bất ngờ. Lục Tân bị anh ta chọc cho bực tức, anh nhíu chặt mày, nói, họ đều là những người sống sờ sờ, hơn 2000 người, tại sao anh lại chẳng hề để trong lòng? Ha ha! Lần này Tần Nhiên đã bật cười, hơn nữa anh ta cảm thấy cực kỳ buồn cười. Anh ta giơ tay chỉ vào Lục Tân, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nhịn cười nổi. Anh ta cười một lúc lâu mới nói,
Người anh em à, anh cũng là người có năng lực đúng không? Tôi nhớ anh thuộc hệ người nhện. Chẳng lẽ anh thật sự không phát hiện ra chúng ta không giống người bình thường sao? Những chuyện mà chúng ta làm được, đừng nói họ làm được, thậm chí để cho họ hiểu còn rất khó nữa kia. Tôi nhớ có một người đã từng nói, đối với người bình thường mà nói, những người như chúng ta giống như là một vị thần. Từ khi mặt trăng máu xuất hiện, nó đã trở thành thế giới của chúng ta. Chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu anh đến tìm tôi vì bức tranh, hoặc là vì lúc đó tôi đã mai phục anh thì tôi có thể hiểu được. Nhưng anh nói anh đến tìm tôi vì những người đó. Ha ha, nhìn dáng vẻ cười như nác nẻ của Tần Nhiên, Lục Tân tự kiểm điểm lại bản thân mình một chút. Anh đã nói gì sai sao? Anh đã làm gì sai sao? Sau đó anh phát hiện hành động của anh không có vấn đề gì. Vì thế anh cau mày, nói, anh nên đọc thêm nhiều sách vào. Tần Nhiên ngẩn ra một chút, sau đó nhìn Lục Tân với ánh mắt nghi ngờ. Tần Nhiên càng nghĩ càng không rõ là Lục Tân đang châm biếm anh ta hay là nói nghiêm túc. Nếu như nói, lúc này Lục Tân đang từ từ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tần Nhiên, nói, cho dù có, thì cũng không phải loại người như anh. Càng không phải loại người như tôi. Cho nên, cùng lắm anh chỉ là một kẻ điên mà thôi. Lúc nói những lời này, anh đã nhấc chân bước về phía trước. Thần kinh người này có vấn đề, giọng cười của anh ta làm anh phiền lòng, cho nên nhanh chóng bắt anh ta thì hơn. Nhưng rồi trước khi Lục Tân bước về phía mình, tiếng cười của Tần Nhiên đột nhiên ngưng bặt. Anh ta ngồi dậy rồi nhìn Lục Tân bằng ánh mắt thờ ơ. Ở cách đó không xa, mẹ dịu dàng lên tiếng, phải cẩn thận nhé con. Cùng lúc đó, trong mấy gian phòng tối om phía sau lưng Tần Nhiên bỗng lóe lên tia lửa đỏ rực. Đó là tia lửa khi viên đạn thoát ra khỏi nòng súng. Ánh sáng chợt lóe lên chiếu rọi mấy khuôn mặt đang núp sau cánh cửa sổ, dáng người dũng mãnh, mặc trang phục lính đánh thuê giống như Tần Nhiên. Ngay sau khi ánh lửa lóe lên, đó là tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Sau đó, từng viên đạn bay ra ngoài, phóng vào không trung, đan chéo nhau tạo thành một tấm lưới. Trong khoảnh khắc căng thẳng dường như tất cả mọi thứ đều diễn ra rất chậm, nhưng thực tế lại cực kỳ nhanh. Cho dù không có em gái ở bên cạnh, thì tốc độ phản ứng của Lục Tân vẫn là thứ mà người bình thường không thể so sánh được. Anh có thể cảm nhận được tất cả các viên đạn đều bay đến trước mặt mình. Mỗi một viên đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, phong tỏa con đường trước mặt. Nếu không muốn bị số đạn này bắn trúng, vậy việc anh có thể làm lúc này chỉ là lùi về sau. Nhưng nếu như anh lùi về sau, thì Tần Nhiên sẽ chạy trốn. Đây là lần đầu tiên anh đứng gần Tần Nhiên từ sau lần tập kích ở Thanh Cảng, vì thế anh không muốn lùi bước. Đi thôi. Ngay khi trong lòng Lục Tân nảy sinh suy nghĩ sẽ rút lui, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói dịu dàng của mẹ. Không biết bà đã xuất hiện bên cạnh Lục Tân từ lúc nào, thay anh chắn hết tất cả số đạn đó. Từng viên đạn ghim vào người bà, nhưng nét mặt bà vẫn rất dịu dàng, hơn nữa còn rất ưu nhã, thậm chí còn hơi lộ ra vẻ hưng phấn. Vì thế Lục Tân không nghĩ nhiều, nhanh chóng xông về phía trước. Trong làn khói thuốc súng nghi ngút, anh vươn một tay về phía trước. Cú vồ này đã đập vào phần xương sống của Tần Nhiên. Khi đối phó với người cải tạo tinh thần có năng lực hệ con rối, thì cần phải lập tức phá hủy xương sống của anh ta. Nhưng trong hồ sơ của Tần Nhiên ở thành Thanh Cảng thì năng lực không rõ, đối tượng chưa được xác định. Cho nên Lục Tân cũng không biết nên dùng cách nào đơn giản và chuẩn xác nhất để tiêu diệt anh ta. Nhưng phá hỏng xương sống của anh ta trước chắc chắn sẽ không thiệt. Hừng! Ngay khi tiếng súng trong phòng vang lên, Tần Nhiên đã kịp quay người phóng vào trong phòng. Nhưng anh ta lại không ngờ rằng Lục Tân sẽ lao tới nhanh như vậy. Nhìn từ nơi Lục Tân đứng, dường như anh đã trực tiếp xuyên qua một làn đạn đan xen nhau thành tấm lưới, rồi vọt ra sau lưng anh ta. Dường như anh ta cũng giật mình, trong tình huống gần nhau như vậy, không có người nào dám trực tiếp so chiêu với người có năng lực hệ người nhện. Vì thế trong khoảnh khắc cấp thiết, anh ta chỉ kịp gục người xuống đất, rồi nháy mắt quay người bắn trả. Bằng, vô số viên đạn bắn từ dưới bắn lên, nhắm vào cơ thể Lục Tân. Nhưng vào lúc này, cơ thể Lục Tân đã trở nên méo mó đến quái dị, lắc lư phi qua phi lại tránh tất cả những viên đạn này. Cùng lúc đó, anh xòe năm ngón tay phải ra, thọc xuống bóp mạnh một phát. Vốn anh muốn bóp chặt xương sống Tần Nhiên, nhưng nếu anh ta đã quay người,
vậy chỉ đành moi trái tim của anh ta ra. Một tiếng phập vang lên, bàn tay anh đã cắm thẳng vào trong ngực Tần Nhiên, móc ra một quả tim màu đỏ. Nó vẫn còn đang đập thình thịch, tiếng súng trong phòng đột nhiên ngừng lại, dường như tất cả mọi người ở bên trong đều chìm trong hoảng sợ. Tần Nhiên ngã xuống đất, khoảnh khắc khi trái tim của anh ta bị móc ra, khóe môi anh ta cong lên tạo thành một nụ cười. Dường như Lục Tân còn nghe thấy rõ tiếng cười ha ha của anh ta. Cũng vào lúc này, mẹ đứng cách đó không xa đột nhiên lắc đầu, rồi thở dài một tiếng. Có vẻ như Lục Tân nghĩ đến điều gì đó, vì thế vội vàng nhét trái tim của anh ta vào lại. Dù sao vẫn chưa bóp nát, chắc là vẫn còn dùng tiếp được thôi. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 208, số người báo thù tăng lên 1. Trong lúc chiến đấu, giết chết Tần Nhiên là hành động bản năng của Lục Tân. Cho đến hôm nay thôi, kinh nghiệm chiến đấu với người có năng lực của anh chỉ giới hạn ở người có năng lực hệ con rối. Mà để đối phó với những người có năng lực hệ con rối, trong tay anh đã có hồ sơ ghi chép đầy đủ và phân tích vô cùng nhuần nhuyễn ưu điểm và nhược điểm của hệ con rối. Nhưng Tần Nhiên không giống vậy, bởi vì hồ sơ của Tần Nhiên ở bộ phận thông quan đặc biệt trong cột năng lực của anh ta đều để trống. Cho nên lúc chiến đấu với anh ta, Lục Tân cảm thấy rất căng thẳng, những đòn tấn công của anh hoàn toàn không nương tay chút nào. Anh chỉ lo lắng Tần Nhiên quá khó đối phó, nhưng anh lại không ngờ rằng ngược lại Tần Nhiên quá dễ đối phó. Bởi vì quá dễ đối phó cho nên Lục Tân chỉ dùng một chiêu đã giết chết anh ta. Sau đó anh lập tức nhớ lại một chuyện khác. Sự kiện ô nhiễm đặc biệt số 041. Đến tận bây giờ Viện Nghiên cứu Thành Thanh Cảm vẫn chưa đưa ra kết luận chính xác. Nhưng nhìn từ bề ngoài sự việc thì Thôi Vượng giết Tần Nhiên, sau đó bị biến thành Tần Nhiên, rồi lại bị vô số người tìm đến báo thù. Cuối cùng kết quả điều tra lại phát hiện ra nguồn ô nhiễm ở dưới đáy hồ. Hơn nữa khi ấy nguồn ô nhiễm kia đã lây nhiễm cho 8 người. Tất cả đều bắt đầu từ cái chết của Tần Nhiên. Cho nên ngay khi nhận ra vấn đề thì Lục Tân lập tức trả trái tim lại cho Tần Nhiên. Nhưng tiếc rằng đã vô dụng. Mạch máu gần trái tim đã bị đứt, chỗ xương sườn cũng xuất hiện một cái lỗ to bằng nắm tay, máu tươi đang tuôn trào xối xả. Sắc mặt Tần Nhiên cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt, đã mất đi sự sống. Chỉ có nụ cười trước khi chết là vẫn còn nằm trên mặt Tần Nhiên, hơn nữa dần trở nên cứng đờ. Đôi mắt anh ta trợn to nhìn chằm chằm vào Lục Tân. Cảm giác bị anh ta nhìn khiến Lục Tân cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tần Nhiên đã chết, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Lục Tân cúi đầu nhìn Tần Nhiên đã chết, trong đầu suy nghĩ những chuyện này. Rồi sau đó, đột nhiên anh nhận ra điều gì đó, cả người trở nên căng cứng, lập tức lùi ra sau 3-4 mét. Trong tầm nhìn của anh, trên thi thể Tần Nhiên dần xuất hiện vài thay đổi, trên người anh ta mọc ra một cái cây. Nếu nhìn sơ qua thì trông nó giống như một cái cây bình thường, bộ rễ cắm sâu trong cơ thể Tần Nhiên. Sau khi thân cây vươn dài ra thì nó lại tiếp tục lan rộng ra trước, cuối cùng phát triển thành một sợi dây leo, có điều sợi dây kia lại trông giống như một con rắn. Vèo, sau khi sợi dây leo phát triển dài ra đột nhiên nó phóng về phía Lục Tân. Hé đầu nhọn ra để lộ bên trong đầy răng nanh. Tốc độ của sợi dây leo cực nhanh, gần như sánh bằng viên đạn. Nhưng dưới sự trợ giúp của em gái, phản xạ của Lục Tân còn nhanh hơn sợi dây leo này. Nó vừa di chuyển anh đã kịp trốn đi. Chỉ là sợi dây leo này không chút do dự cứ vươn dài ra trước, mà cách sau lưng Lục Tân 20 mét còn một đám người dân thị trấn đang cầm vô số vũ khí trốn trong bóng đêm, lén nhìn anh. Sợi dây leo kia đã lập tức phóng về phía một người dân đứng ở hàng đầu. Lục Tân nhận ra được điều khác thường, anh nhanh chóng chém sợi dây leo thành hai đoạn. Nhưng mà người dân kia vẫn bị sợi dây leo cuốn lấy. Ban đầu nét mặt anh ta hơi đờ dẫn, trên mặt luôn treo nụ cười mỉm. Nhưng bây giờ đã bắt đầu xuất hiện thay đổi, đôi mắt anh ta nhìn về phía trước, để lộ trong mắt trắng dã. Sau đó dường như trong mắt đang quay vòng vòng trong hốc mắt. Rồi cuối cùng đồng tử lại xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là lúc này đồng tử của anh ta cũng đã gần như dính chặt lên người Lục Tân. Trương Tứ Hòa, mày dám hại tao. Miệng anh ta lẩm bẩm, phát ra âm thanh ú ớ mơ hồ,
đôi mắt anh ta bị thù hận che phủ, gọi một cái tên khác của Tần Nhiên, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tân. Anh ta vừa lẩm bẩm, bàn tay vung vẩy cái lưỡi liềm trong tay, cả người vọt về phía Lục Tân. Dường như trong mắt anh ta Lục Tân đã biến thành Tần Nhiên. Lục Tân nhìn cơ thể nghiêng ngả lảo đảo của anh ta thì không giết anh ta mà chỉ nhích người lùi ra sau hai bước. Vào lúc này, trong đầu anh nhanh chóng lướt qua tất cả chi tiết về nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041. Khi Thôi Vượng biến thành Tần Nhiên cũng gặp chuyện thế này, có người tìm anh ta trả thù. Nếu giết một người thì sẽ có hai người đến, rồi cứ dần tăng lên. Cho nên anh biết bây giờ không được giết những kẻ báo thù này. Nhưng mà còn chưa chờ Lục Tân nghĩ ra cách giải quyết, cái kẻ báo thù kia đã đứng lại. Có vẻ như anh ta đã bị Lục Tân dọa sợ, chỉ bước về trước hai bước là đứng lại. Anh ta dùng ánh mắt ngập tràn thù hận nhìn chằm chằm Lục Tân, sau đó giơ lưỡi liềm lên cắt cổ họng mình. Trương Tứ Hỏa, tao nhất định phải giết mày. Bởi vì cổ họng anh ta xuất hiện một cái rãnh sâu nên phát âm hơi lạ, nhưng trong đó lại chứa đầy nỗi hoảng sợ khác thường. Cho dù tao có chết tao nhất định phải giết mày, tự sát. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Tân lập tức nghĩ đến một sự kiện. Nếu dựa vào sự kiện Thôi Vượng biến thành Tần Nhiên để giải thích, thì sau khi số lượng người báo thù lên tới 4 người anh ta đã không dám giết người nữa, mà chỉ nhốt họ lại. Có điều sau khi 4 người báo thù kia xác định mình không còn cơ hội báo thù nữa, họ đã lập tức tấn công nhau, thậm chí còn ăn thịt nhau, hoàn thành bước đi báo thù và bị giết, hơn nữa còn mở ra giai đoạn tiếp theo. Cũng vì người dân ở thị trấn này biết rằng họ không giết được anh cho nên mới tự sát để hoàn thành bước này. Nghĩ đến đây, Lục Tân lại nhìn thấy cái cây mọc ra từ thi thể Tần Nhiên đã xuất hiện sợi dây leo thứ hai. Sau đó cả hai sợi dây leo đều phóng về phía trước, hai sợi dây này giống như hai con rắn cùng lắc lư qua lại tiếp tục nhắm vào những người dân ở thị trấn. Nhưng lúc này Lục Tân không chờ nó chạm vào người dân thị trấn mà đã lập tức vươn tay chặt đứt nó. Nhưng dường như sợi dây leo bị cắt đứt có sinh mệnh của mình, nó vẫn tiếp tục lao về trước cuốn lấy hai người dân gần đó. Rất nhanh, họ đã kêu gào báo thù, sau đó hung dữ nhìn Lục Tân, rồi lại lao vào tấn công nhau. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 209, số người báo thù tăng lên 2. Tâm trạng Lục Tân trở nên nặng nề. Mặc dù những sợi dây leo này đã bị chặt đứt, nhưng chúng vẫn còn lại sức sống nhất định. Ở phạm vi hẹp như thế này cũng đủ để chúng bắt giữ hoặc gây ô nhiễm cho một vài người. Cách thức gây ô nhiễm này có vẻ như không thể nào chấm dứt bằng biện pháp vật lý thông thường. Biện pháp duy nhất chính là làm sạch khu vực xung quanh, để anh ta không còn mục tiêu gây ô nhiễm nữa. Nhưng chủ yếu bây giờ nơi đây đã tụ tập rất đông người dân thị trấn Vui Vẻ, bất ngờ là họ lại chẳng hề sợ hãi. Cho dù họ đã nhìn thấy trận chiến kịch liệt như vậy, cho dù họ đã nhìn thấy 3 người trong số họ vì chuyện này mà trở nên bất thường, thậm chí còn tự sát, thế mà họ vẫn ngơ ngác đứng yên một chỗ, hơn nữa còn dần có xu hướng thu hẹp phạm vi lại. Những người dân này ngu ngốc quá. Lục Tân nghĩ vấn đề này, rồi nhớ lại điều thứ hai của 3 nguyên tắc vàng trong trận chiến của những người có năng lực mà anh đã đọc trong tài liệu. Chiến đấu không phải là cách để phân định thắng bại, mà bước đầu chuẩn bị cho trận chiến mới là quan trọng. Tần Nhiên lựa chọn lẩn trốn ở thị trấn này có phải vì đặc tính của người dân ở thị trấn này hay không? Trong lúc Lục Tân đang tự hỏi những vấn đề này, thì dây leo đã phát triển thành 4 sợi. Mà lúc này cái cây mọc lên từ cơ thể Tần Nhiên cũng đã lớn hơn nhiều, ban đầu nó chỉ cao 1 mét. Nhưng bây giờ đã to gấp 4 lần, lớp vỏ ngoài của cái cây có màu đỏ như cơ thể sau khi bị lột mất lớp da. Sợi dây leo dài ngoằng có màu đỏ như vảy rắn, chúng lan rộng ra 4 phương 8 hướng, xung quanh có vô số sợi tua bay lượn. Mùi máu tươi nồng nặc ngập tràn khắp xoang mũi. Tựa như có vô số tiếng hò hét hoặc là khóc thút thít, tiếng kêu la phẫn nộ hoặc là tiếng cười lanh lảnh vang vọng quanh những căn nhà này. Sợi tua mỏng manh bay tán loạn đã bao phủ khắp mấy chục mét gần đó. Ánh trăng máu chiếu rọi từ trên đỉnh đầu, không khí như biến thành nước, nhẹ nhàng dao động. Rầm. Vào lúc cái cây kỳ quái trên thi thể Tần Nhiên kia đang dùng phát triển với tốc độ điên cuồng,
phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, thì ở căn phòng phía sau vang lên tiếng cửa sổ bị đập nát. Ngay sau đó, có luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên, bốn chiếc xe máy lập tức phóng nhanh lên sườn núi phía sau. Những người đó hẳn là đồng bọn của Tần Nhiên, bọn họ vừa thấy không ổn thì lập tức lái xe bỏ trốn khỏi thị trấn. Cơ thể Lục Tân uốn éo xông về phía người dân thị trấn, nhấc họ lên rồi ném vào trong phòng. Những người dân này không biết tránh né thì anh đành giúp họ tránh né. Khi nhìn thấy những chiếc xe máy đã biến mất khỏi tầm mắt thì anh cũng không rảnh để mà đuổi theo. Trong lúc cơ thể di chuyển, anh móc một khẩu súng báo hiệu từ trong túi ra, chuẩn bị bắn lên trời theo hướng mà họ bỏ trốn. Đạn báo hiệu tỏa sáng cả một vùng trời, cũng chiếu sáng cả thị trấn bên dưới. Lục Tân biết Bích Hổ sẽ nhìn thấy đạn tín hiệu, sau đó sẽ chặn đường đám người này. Còn nhiệm vụ của anh lúc này là phải tiêu diệt Tần Nhiên. Làm sao để dừng cái thứ này lại đây? Ngay khi vừa bắn đạn phát tín hiệu xong, Lục Tân ngẩng đầu lên, nhìn về phía thi thể Tần Nhiên. Cả người anh đã trở nên căng cứng, chuẩn bị phi đến phá nát thi thể của anh ta. Nhưng mà mẹ đứng cách đó không xa lại lắc đầu, nói với anh, bây giờ mà xé thi thể anh ta sẽ giúp anh ta lan rộng ra nhanh hơn thôi. Lục Tân híp mắt, kéo em gái đang hưng phấn muốn xông lên lại. Anh hiểu ý của mẹ, tuy quái vật tinh thần có sức sống đặc biệt, nhưng dù sao cũng không phải sinh vật còn sống, bản chất của chúng là một nguồn ô nhiễm. Cho nên nhân lúc khối lượng hoặc là lượng cấp tinh thần của chúng còn thấp thì rất dễ phá hủy. Sau khi bị tiêu diệt thì chúng sẽ mất đi đặc tính, phần phá hủy cũng sẽ bị tiêu biến ngay lập tức. Nhưng một khi nó đã đạt đến mức độ nhất định, nếu phá hủy nó thì không thể nào tiêu diệt được nó, mà lại còn biến nó thành hai nguồn ô nhiễm. Đến lúc đó, nói không chừng tốc độ ô nhiễm của Tần Nhiên sẽ tăng gấp đôi. Nhưng nếu lúc này không xé nát nó, Lục Tân nhíu mày, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Tần Nhiên đang phát triển một cách nhanh chóng, mà phạm vi bao phủ bởi dao động tinh thần của nó đã vượt qua 30 mét, chiều cao của cây bằng máu và thịt đã lên đến 7-8 mét. Dây leo và những quả hình người đã lên tới 8 quả, và chúng đã thành hình người thực thụ, không ngừng giãy giụa và lắc lư điên cuồng. Quanh đó, số lượng người dân thị trấn cầm đủ loại vũ khí lao về phía anh đã đạt lên đến 16 người. Chiều hướng phát triển này giống hệt như sự kiện số 041, nhưng tốc độ lây lan ô nhiễm của Tần Nhiên lại mạnh hơn lần đó rất nhiều. Hơn nữa, gần như không có khoảng cách về thời gian. Đều cùng một sự cố, cùng một tính chất ô nhiễm, nhưng tiêu chuẩn của hai vụ lại hoàn toàn không bằng nhau. Làm sao mới có thể ngăn cản không cho anh ta gây ô nhiễm người dân thị trấn? Tại sao ô nhiễm lần này lại nhanh hơn lần trước nhiều như thế chứ? Nếu phá hủy thi thể Tần Nhiên, cũng tức là nguồn ô nhiễm, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mới có thể xử lý tận gốc anh ta đây? Trong đầu Lục Tân nhanh chóng suy nghĩ, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Anh nhìn về phía mẹ, chỉ thấy bà hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng tạm thời chưa có đáp án. Chẳng lẽ để cho cha đến đây giải quyết? Lục Tân nghĩ đến đây thì lắc đầu nguầy nguậy. Bây giờ vẫn chưa đến lúc. Anh hiểu tính cách của cha, ông nhất định sẽ không chịu để những kẻ báo thù này đuổi giết, mà chỉ nóng nảy giết sạch bọn họ. Xét về tính cách, quả thật cha có thể trở thành bạn tốt của Tần Nhiên. Ông sẽ giúp Tần Nhiên tiêu diệt toàn bộ những kẻ báo thù nhanh nhất, rồi giúp khả năng gây ô nhiễm của Tần Nhiên phát triển đến mức mạnh nhất. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 210, đây là một lời nguyền một. Nếu để cha xuất hiện, rất có thể ông ấy sẽ trở thành quân bài trùng với Tần Nhiên, khiến cho tất cả người trong thị trấn bị ô nhiễm chỉ trong một thời gian ngắn. Hay là cũng có thể cho em gái thêm đồ ăn vặt, dù sao lần trước cô cũng đã ăn hết một bộ phận của nguồn ô nhiễm số 041. Nhưng lần này Tần Nhiên không giống như sự kiện ô nhiễm đặc biệt số 041, nếu để em gái ăn cũng không chắc cô có thể tiêu hóa nổi. Một điều nữa là lần trước em gái chỉ hù dọa nguồn ô nhiễm đặc biệt kia mà không phải tiêu diệt nó. Nhưng lần này, kết quả mà Lục Tân muốn chính là tiêu diệt tận gốc. Phải đảm bảo anh ta không thể sống lại được, tiến độ công việc phải đạt tới 100%. Nếu vậy chỉ có mình anh xử lý được. Đối mặt với nguồn ô nhiễm đang không ngừng phát triển,
Lục Tần cũng không cảm thấy quá hồi hộp, hoặc là nếu có thì cũng không mãnh liệt đến vậy. Bây giờ trong đầu anh chỉ nhớ lại những kiến thức liên quan đến xử lý nguồn ô nhiễm đặc biệt mà anh đã học được từ Trần Tinh. Hơn những không hiểu tại sao trong đầu anh lại dần hiện ra một câu nói: đối diện với những chuyện điên cuồng thế này, lý trí chính là ưu thế duy nhất của con người. Đây là lời của Trần Tinh, và Lục Tân cảm thấy rất đúng. Cho nên trong lúc anh đang vội né tránh số lượng người dân thị trấn xông lên tìm anh báo thù mỗi lúc một nhiều, trong đầu nhanh chóng tìm ra quy luật trong chuyện này. Anh muốn thông qua những gì mình đã trải qua lần trước để tìm được mấu chốt của sự kiện này. Mở đầu cho sự kiện ô nhiễm đặc biệt số 04 một lần trước chính là Thôi Vượng giết chết Tần Nhiên, sau đó anh ta biến thành Tần Nhiên. Nói đúng ra là anh ta bị Tần Nhiên ô nhiễm, sau đó biến thành Tần Nhiên. Cho nên khi mình và công ty vận chuyển bốn phương điều tra, thì lại xuất hiện hai Tần Nhiên. Một người đang làm việc ở công ty vận chuyển bốn phương, qua biểu cảm cuối cùng trước khi chết của anh ta thì khi đó anh ta chẳng hề hay biết gì cả. Thì thậm chí anh ta còn cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, làm nghề vận chuyển ngoài hoang dã để kiếm tiền. Rồi khi đó anh ta tự xây dựng nhận thức cho rằng mình là Tần Nhiên, là một người được sinh ra ngoài hoang dã, rồi sau đó vào thành phố vệ tinh sống. Đây là ký ức giả hay là một phần ký ức thật của Tần Nhiên? Vào lúc đó thì một Tần Nhiên khác, hoặc có thể nói Tần Nhiên thật, đang nằm dưới đáy hồ ở thành phố vệ tinh số 2. Đồng thời dựa theo quy luật thì những người đến gần hồ bị ô nhiễm sẽ bị ô nhiễm, từ đó trở nên căm thù Tần Nhiên. Đối tượng mà họ căm thù chính là Tần Nhiên bình thường ở công ty vận chuyển bốn phương. Vậy thì Lục Tân suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy có vô số tin tức đang quay cuồng trong đầu mình đến mức sắp nổ tung. Đột nhiên anh cảm thấy nhớ Hàn Băng Gia Diết. Nếu như có cô ta ở đây thì anh sẽ không cần vừa phải chiến đấu vừa phải suy nghĩ những chuyện phức tạp như vậy. Nếu bị người khác giết chết sẽ biến thành nguồn ô nhiễm, sau đó sẽ gây ô nhiễm cho những người xung quanh, hơn nữa khiến họ biến thành một phần của mình. Vậy đó chính là năng lực của Tần Nhiên. Nếu là như thế thì tại sao lại xảy ra chuyện đám người bị ô nhiễm đi tìm Tần Nhiên báo thù? Tuy rất nhớ nhung quãng thời gian được Hàn Băng giúp đỡ phân tích tin tức, nhưng bây giờ không có Hàn Băng, Lục Tân chỉ có thể tự động não mà thôi. Tại sao tốc độ ô nhiễm của Tần Nhiên lần này lại tăng nhanh như vậy? Vì sao gần như không có khoảng thời gian chờ? Càng lúc càng có nhiều thông tin và câu hỏi xoay vòng trong đầu Lục Tân, khiến Lục Tân có cảm giác đầu mình sắp biến thành một đống bùn nhão, đến giới hạn gần như muốn nổ tung. Mà trong lúc này anh gần như anh không có thời gian suy xét đến việc chiến đấu, nhờ có em gái giúp đỡ anh tránh khỏi những người dân thị trấn tìm đến anh báo thù. Hơn nữa cô cũng biết rõ ẩn tình, vì thế không giết những người dân này. Sau đó, khi Lục Tân có cảm giác đầu mình đã không chịu đựng nổi nữa, đột nhiên mẹ mỉm cười nói: tại sao cứ phải khăng khăng đây là năng lực của anh ta chứ? Đôi mắt bà hơi tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp, dịu dàng nhìn Lục Tân. Vì sao không phải là cái giá mà anh ta phải trả? Lời của mẹ làm cho não của Lục Tân lóe sáng. Vào lúc này, dường như anh đã tìm ra được đầu mối của nỗi băn khoăn trong lòng. Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Đúng vậy, mỗi sự kiện ô nhiễm đều có quy luật và tính chất vấn đề. Chỗ phức tạp của sự kiện ô nhiễm số 041 nằm ở cách anh suy luận. Nếu như sự kiện ô nhiễm số 041 không chỉ là một sự kiện, mà là hai cái thì sao? Các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.